Chào các bạn, ở đây mình giới thiệu với các bạn một cái hệ thống nhà thông minh mà các bạn có thể tự làm được. Chi phí cho cái việc ban đầu làm quen chỉ dừng khoảng 1,5 triệu mà thôi. Rất là rẻ và hợp lý. Thì cái mà mình sử dụng ở đây nó gọi là một hệ thống tên là Home Assistant. Và Home Assistant nó có nhiệm vụ quan trọng nhất là gom hết tất cả mọi thiết bị của mọi hãng về một nơi duy nhất. Bạn có thể điều khiển tất cả mọi thứ từ một app thôi, từ một giao diện web thôi, trên máy tính bạn cũng làm được luôn. À, ví dụ như ở đây mình đang có một cái bóng Xiaomi nè. Giờ mình sẽ bật thử nha. Mình sẽ bật lên. Rồi, thì các bạn thấy bây giờ nó sáng lên rồi. Và các bạn cũng có thể tắt cùng lúc nhiều cái bóng khác nhau luôn. Ví dụ như là mình vừa có một cái bóng Xiaomi gắn ở dưới này, vừa có một cái ở trên cao. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tắt cùng lúc hai cái. Đây là cái mà mấy cái app bên ngoài có khi nó không làm được. Thì hướng dẫn để setup một cái hệ thống như thế này thì mình có để link bên dưới. Thì cũng rất là đơn giản thôi, bạn sẽ có một con Raspberry Pi. Nó sẽ có nhiệm vụ là làm trung tâm điều khiển cho toàn bộ cái hệ thống nhà của bạn. Và sau đó bạn dùng một cái trang web hoặc là dùng những cái app trên iPhone hoặc là trên Android, trên iOS cũng được, trên iPad cũng được, để bạn có thể điều khiển cái phần còn lại của nhà của mình. Ngoài ra hệ thống này còn được tích hợp với Google Home, cho nên bạn có thể dùng Google Home để quản lý nó, hoặc là sử dụng Google Assistant để ra lệnh giọng nói luôn. Thì những cái hướng dẫn đó mình sẽ từ từ đăng lên trong cái thời gian tới. Đây chỉ là một cái bước khởi đầu, và các bạn có thể làm theo hướng dẫn để mà làm quen trước với cái cách mà hệ thống này nó vận hành, thì sau đó chúng ta sẽ làm được nhiều trò khác vui hơn. Cảm ơn các bạn.